Biết chưa? Mẫu rồi. Có gì đó. Đi vô sâu ta. Không mua nhớ trời đó hả? Mấy con? Nó thở hổn luôn. Thôi mấy mình đi coi cái sáu đi ba. Rồi đi qua trường cái sáu đi. Nhưng cái đâu nhớ. Đi coi cái sầu năm được không? Mấy con hết, để con hết mấy con cờ đi. Không chờ thôi. Qua đây, qua đây, qua đây. Ôi, gì hết đó, thầy, có gì cũng có à. Sầu đâu trời. Đây, đây. Nó đâu? Nó sao? Thầy trên đường đi ra nè. Mình đang đi ra luôn nè. Cọp tăng kìa, đó kìa. Cọp kìa. Nó đang ngồi, nó đang liếm liếm chân kìa. Mà nhớ hồi nãy không ạ? Bên kia tới cầu rồi kìa. Cầu là thấy á. Mày nhớ hồi nãy không mà? Sao? Không báo á. Tại vì đang đi lại tìm nó cái quay đầu ra cái đó. Sư tử kìa. Đó sư tử nè. Thấy lờ hào ngồi vô trong mày buồn quá. Bị nhốt hoài mà không buồn. Ờ đúng rồi. Ba đi. Nhốt hoài không có cho người ta tự do ngày nào hết trơn mà. Nó từ bây giờ. Ừ. Nó từ cái tầm này lúc mà nó còn nhỏ. Cái tầm này lớn là bây giờ nó cũng nếu mà ra tự nhiên thì nó cũng đâu có biết cách tăng mọi gì đâu. À. Đây nữa nè, đây con nữa nè. Hồi xưa có mẹ nó vô đây nè. Mẹ không ạ? À? Ở đây hai con. Con được với con cái. Mai mốt nó sinh ra thêm đứa con thứ nữa. Ba đi, con được cái cái. Ủa ba? Hả? Ba cái con rocker đai ở đâu vậy ba? Rocker đai ở bên kia. Đó nó nhìn kìa, đó nhìn con đó. Nó thấy nhìn không? Mắt nó liêm diêm diêm. Ờ nó mệt, nó biến, lười. Con này ngầu quá ha, bự quá ha. Con kia nhá xíu nè, con kia con cái. Thôi ba đi. Hả? Thôi ba đi, đi đi thăm cái xấu. Thăm cái xấu, đi qua thăm cái xấu. Anh hai đi theo em.